Ok. Cho bị chích vào dưới. Làm ai cũng làm mình. Thả cái thả slot đó. Thả cái liên slot. Thả cái slot đó. Đã ra. Ngồi tìm với bà mùi. Tại cái này dương hai nữa. Ông đâu mua lên tàu. Mua lên tàu. Ok. Check. Check lăng lên cho con mình bán. Vì ok, fix bên mũi, fix bên mũi. Khi mua dùng mơ về là dùng insert sẵn. Insert by the call order. Ball category. Okay. Order dân chấp ăn vào nó không đằng này. Zone miền bay miền mùi miền pì. Ok. Cái này cứ khó. Trong P để dân insert category. P kiếm insert category. Cứ dân ban mac ID trên màu mình vậy. Ồ, lại đi dừng mạc đi về phần này đi đã bụng mùi tiền, nhân thời đã tầm phịch hài đi cái mạc đi về phần này đi bụng mùi trấu cho từ lít cho từ lít cái gì insert xe insert test xe tầm bây giờ tôi ca xa là bóng viên nó đi lít check all check đi lít. Yeah. Press. Nhanh này, nghe được tiếp lại nhé. Ok, sao chúng ta lên sẵn. Ok, như nâng insert phá, ai dám tiền lệnh order bảo vệ làm mình nhé. Anh biết phải hai chỉ muốn nâng lệnh order bảo vệ. Hả. Hả. Còn lán. Add bàn bấy mới nhận đăng này. Add new. Ok. Tấu còn một tấu and PC and PC and ok nên khi mà refresh database ok mùi pi bảy trời cho mới add sắp công tơm nào chỗ đó nè add sub computer add sub what? Oh, car đó computer là crown á mod cho lòng ok, car cái car bên này đấy add sub car trong vẹ trong vẹ car 1 add con car 1 Hà thú Hà tiền. Ok, một tiền Hà bao nhiêu? Trấu Mùi pì trấu rồi. Của mẹ Paranadi viêm phay buồn. Mùi pì rồi Paranadi. Chân pay order update up trấu. Chân mơ function order mình pay add trấu rồi. Oh, pay order khoa Paranadi đi. Tại update về Paranadi đi một tiết lạc khăn văn bản á. Hồ pay nâng cứ ID về trong trên hàm Paranadi xấu mùi bị bày Paranadi bí mùi bị bày. Mùi bày order cho lại luôn nè. Chân order về cái này dương update thì update admin về Paranadi đi. Vì nào phải từ chẳng hạn nâng. Mùi bị bày. Chân cái này cứ thêm vé để order máy update new order where look the last smart here sir. Okay, order where order okay, cái này đi
Ừ, vè mũi tiền đấy. Căng lưới, lạc đấu vè. Parent ID. Ấp đi Parent ID bỏ. Cái chúm rơ miên phí đi mũi nè nó ai bỏ về máu thì pi là ai sẽ lệch vô pi cái lại đi có bạn này vô đi từ sẽ lệch vô về mùi máu bạn phải ra này đi chúng rơi mũi cứ nè này ai từ rau này bị chun phải ra này đi bị click nhé bị chun này phải ra này đi từ phòng bị cắt click nhé click order thời đăng phải ra này đi tiền bây giờ trong bị chun thế chẳng ai phải chúng rơi thế chẳng ai sẽ lệch vô về cat của chúng bạn ai đi dừng rồi phải ra này đi về khơi nhỉ cat Tekori Tekpi Fan nhé Select by Primary Key cho bài đi mau nhé các bạn là nâng dưới một con chim biến Parent ID chân Cat Point again Parent ID phụ dân chạm vô khả năng đi khóc với mau thì bánh hà tay mua sinh là bánh hàng lơ tế càng cao mặt ấy phụ dân về ID chẳng ai đi cứ mình ai khóc thế ai đi ở tròn thế khóc khóc cứ khang order lệ thầm mày được bề đẹp lạc đầu position ở kịch phá ra này đi về sẽ mời tới ở tài ngọn đăng lên đấy chạy mối nâng error cứ chưa đừng lo nè bạn viên đây đại đáp cha cha vậy tham ra chơi dư chỉ đường lọ đây à ra chơi rồi chụp chơi khởi lốt cho chuyên chuyên cho bà vì lo hay đây lo đây cùng nhật pi là chỉ pet sắp là chỉ pet sắp e rứ nha lịch hoài nhập đẹp đấy khó khăn pro khăn trong này mà đồng ok nhóm chạp ra mu con mật tố ta lỡ please yeah con mật tố vô con lan cho crom ok come back cho từ con lan con lan rồi nhà con lan thì pi lan được con lan thì muối ok à thì pi cho một crom vĩnh yeah good good mở khăn crow ok át là phải thiệt đấy mình đang trâm trời cái này nữa trao vô tầm mềm tên chạy ở miền khó 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 mà lẹ khăn khó mà lẹ khăn chùm này bê kè kì nâng này nhóm kết hạt chân này vui nhóm này ta xe đó đồ này anh quỳ mơ xa chọc xa lại nữa nè ok, cái tích cái riêng bao nhiêu phía tích cái thang ai trao bàn hết rồi nè nhưng mà những rùa viên tích cho sẽ riêng đạch trời hơi bẹt ngô vinh ok, tôi chỉ ở miền bánh hát đấy nhưng mà cái tích riêng xa tích là bây tìm trình viên được hàng bốc và trình viên được hàng bốc Service server rồi service and phone mới tiện and phone kiếm sắp nó nên nó ảnh cho prao bạn ok ok từ lại phone từ lơ ok nhưng tinh tế này ok anh bánh hà đấy cứ thảo ok đi cái lại nhé anh miền ấy thế đi để cho mua chiều muộn nâng icon bàn giấy tờ đấy kể cái lại chắc nhưng mà toàn vừa đi tới nhưng đừng mua về mà interface kháng mục làm bay ai phơi form insert bạn insert cả member hay insert cho làm nó cứ dùng khăn như cái kháng mục kể chẳng là bật chích và dưỡng được khám múc dương khuyên hà đạp phân máu nhanh ngày về khám vào rồi dưỡng gọi toàn biến template là ngày đấy nhưng mà hãy chẳng đặt cho nhà đăng kia đấy thời trang đấy luôn
ខ្ញុំនឹងបកកើតទៅកាន់ master oh sorry web ទៅកាន់ controller មួយដើម្បី handle front end គេខាងលើនេះយើងមាន controller get ដែល return នៅ view welcome ចេញទៅណា view welcome មកវាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តទៅជា controller អត់ទៅមកចេញមក front ឯងតាក់ទេទៅcontroller index សម្រាប់ homepage ហើយយកទៅហើយអាចចូលទៅហើយឆេឡូនេះ PHP artisan អត់ទៅ shop គឺសំហើយ controller ក៏ទៅឲ្យໃສហើយចាំកាន់តែ controller អត់ទៅណាស់ error scene Oh yeah thank you okay Inter yeah error error កើត controller okay ខ្ញុំបង្កើតនៅ controller មួយដើម្បី handle ខាង front របស់យើងហ្នឹងយើងមាន controller មួយហើយតោះមាន view រៀបកើត public function index public function index Artisan វាមានច្រើនហើយរៀនទាំងអស់បើពេលខ្លះនិយាយទៅតែខ្លួនឯងស្ដាប់អត់បានផងហ្នឹងឯងចង់បានន័យតែម៉េចកើតនៅអូខេ front end យ៉ាងអាចដាក់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងអាចគ្រប់វាដាច់ dot okay ឯក្រុម folder មួយទៀត folder front controller ហ្នឹងលើ controller front ចាំដាក់ index index dot plan dot php នេះគឺតែមាន master សម្រាប់វាមួយដែរនៅក្នុងហ្នឹងយក refer មកលើនេះមានដែរអមិន log in ឯណាញ៉ៃញ៉ៃវិញហ្នឹងជីលិតចោលចាប់ដើមព្រមស្ដាច់តែម្ដងណាធ្វើខ្លួនឯងតែម្ដងកើត file មួយឈ្មោះថា master ខាងក្រៅតាត់ plate ចាំមិនឈប់លុប file ដល់ហ្មងនឹងលុបចោលស្អប់ PHP លុបតាប់ចេះលុបឲ្យតន់ហ៎តន់ញ៉ាំលុបតន់ហេចូលកាន់ get bootstrap ចូលទៅកាន់ខ្លួនចូលចិត្តឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយហ្នឹងនេះចុចនេះនេះអូតលាក់ version យ៉ាតលាក់ version អូតើមើលអីហ្នឹងតលាក់version វាចូលអីស្ទូថាខ្លួនកន្លែងតលាក់ version ហ្នឹងអត់ទៅខ្ញុំអួយយូអូចាំនេះធ្វើបាបខ្លួនឯងពេកហើយខ្ញុំតិចបោកព្រៃហ្មងត្រង់បានមួយមួយពលដែរcopy template យកមកនៅក្នុងហ្នឹងណាអូខេដល់តិចតិចចាំតែយើងយកទៅ check ហ្នឹងណាខ្ញុំអាចនឹងយក CDN វាមកតែម្ដង link file ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអ្នកនេះអាច copy បានដូចគ្នាបើសិនមកចង់បានណាប៉ុន្តែតើមាន internet ណា CDN ខ្ញុំដាក់ CDN យកតែម្ដងចឹង bootstrap នេះអាចហៅ local ទៀតទេ remove ចោលដាក់ cdn វា reload ចេញពី cloud របស់ bootstrap មកឲ្យយើងយេអត់តែមក download មកទេអត់តែមក download មកទេអាចមកដល់យើងមកអត់បើកទីតែតែសោះសោះទៅដល់ទីតែបើកឲ្យខំទៅខ្ញុំបើក deal មួយចុះ deal បាញ់លើអញ្ចឹងណាកុងតឺន័រអឺអីគេនោះនោះយាលហ៎យាលចាំហ្នឹងណា
content mình nhanh trong người ta đi một ai muốn na lấy công pha là việc đa công đằng bỏ mình đi mình chấp đam mình tấn tấn đi à master and section nhiều tao bảo cái title cái đấy content content stop hello developer sẽ lại tiện lắm lên thì đọc phí chơi ô toàn đi chơi vô ô chơi đây chơi đó lại chơi bắp bắp chơi chơi lỡ chơi đi bắp bắp chơi phí ô chơi bao món trời xịt trời tên xây kho ấy ba chơi ba này xây kho sờ lại mình kho mồm ok màu can front vào dưới kho phòng pro này step này come on ok bút trep tablet màu ấy ok bút trep tablet màu ấy tí mua như vậy giờ thời nó vừa giờ nó chụp là mà điểm được form register mới lấy mình fix member rồi nó tăng full member thì upload luôn thằng fix member đại đi fix từ từ làm đó chưa full đó form đã smart full đấy nghe chưa yes smart này smart nhưng mà những đại menu chụp luôn pi cái này đi nhưng mà đi ra thêm lên đó ra thế tại nhưng xả sơn mơ dân biên ạ chả màu bút này mới Kỳ giới design form register đã menu vô ok thay chèm mong số nhưng đã menu pick đã menu register hay menu upload product vẫn đang mang này sẽ ăn miền template thâm lập đáng tập đánh chia phơi to mình như này, rồi chồng 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 bàn ra chứ nữa. Register IP. Ok. Form cái bên form này. Thì chúng ta chăm chắc đã bay folder cho bay menu nó lắm. Rồi chúng ta không phải cứ cho mình make up ở xa thế mà vì CP chán. Đã vô tại một đoàn này thêm bây giờ dùng tiền hoa bạn thêm một cái menu bay máu anh đi home page ồ tục tiên tên ở đây chênh hoa vĩnh design 383 tại một đoàn này ồ được có copy menu viên máu cho mà anh quý vay để mình chẳng này ừ ừ ừ ừ là bạn vừa Alex là ai đấy tại giờ là sao bạn nào vào đây thì nạp bạn vô tới bởi vì mình sắm rong tinh này cũng nói thay cũng bị phá thằng tinh ok press yeah yeah trả fit top tạm đó lục chào form lục chào link right ok đó cái gì ấy mình sao menu ấy ăn miến ok đó active chân sẵn brand shop C2C
Register. And one more to add product. Yes. Press. Okay. Okay. Chạy mạng home page. Chạy cho register. Nghe chưa ta làm đòi bán ở đây chứ nhưng chưa register mình chắc thì mới còn chôm đó còn tự register mua dân sinh làm bây còn là add product chẳng nên không đi dân bậc cao đã form register mới thì mà chạy nơi dù ở là hỡi của dân thu tiên đắng thay dù ở lưng trên dân ấy mày đi slash register mình chạy chạy chẳng cho mà hay từ controller front từ web dẫn route đi mới đã biết được gần cài cũng đã cho một group admin route get slash register biết cái nhóm ai front end này handle front controller add add register cho submit nè làm ra một cái sợ tôi đi câu về đó register okay. Màu view một tin mà chẳng ấy front nè front register dot flat dot ini cái lại dương design form mà chẳng ấy cho chạm ơ không chưa lan chỉ đầm bớt định bị cái lâm ấy năng ấy chẳng thơ si cụ cái sọ đó mà lăn mà lẳng tên là cái mau register mùi dương thờ ca ít là để thờ ca đôi tên là thằng không bao dương đấy viện email, viện password về bị cho tên mới admin nhân dân bởi đây tên là bởi nền thờ ca chẳng phải lên register nè, ca chẳng phải lên register chẳng phải lên register nó nói rằng nó với admin role thế nhưng viên email password full name phone profile cái ra này này trong đến cái ra hơn bạn này cái nhóm ai của ping và bạn nâng chấp đôi nhưng copy do vì user tới form với anh đi giải năng nhìn copy từ đó thì nhưng mà lại index và register cho nên nó dân remove rule cho của register là càng grab in rule thì mình nhận ấy
sao dương mở refresh đi ô tại sao dương mở mà đặt cả lâm viên này đặt cả lâm được chứ yêu là râu điều class all md bây giờ này harista nào mà nước siêu thế vào đầu này ô vinh chưa làm bảy mình đấy còn mùi ban đây tên nào vào đây mùi chẳng về cái đá đấy ok offset b call offset chẳng này bay à sẽ thử thế mấy offset ông đừng nghe ông đi ông tí cái chờ đợi đi à nè một bạc rồi smart chứ trâu đây này register smart được lock đăng hôm nay register ok, nếu cứ cái màu register mà dưới cái chuẩn menu register cho mắt mà dưới nơi home và chạy register có lại register nó dưới thời ca bọn biên bản năng bị quạt nên nó nặng này dưới cho anh cô sớm chân dưới cái đi tính máu vậy dưới cái nó cứ submit dưới submit tên này mình chẳng hãy dưới system này là nó muốn này ok, cái này update là register okay. Post mình chẳng hãy chẳng là register được cái này mùi post mà web bao nhiêu? Maybe xem. Anh ấy cứ bắt đầu mình search post and search and đó là register sai vào đây. Add. Yeah, chọn chung fashion chọn chung khỉ overload up chanh hello register cái chân này là store store bơ controller dương from dương phở thằng hông ok đã register store xong ra ai cái phiếu thằng hông này dương thơ ca cứ mà dương vô mà tệ phía tràn dịch thống tại bố cô lại xong ra register store ดี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 ด
sơ tầm môi mày dạ 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 nè ok submit mà correct xíng chắp đám register nghe nghe lọc tay hai bà đông copy pa nè tổng khăn chùm đất hai bà đất dương mà đồ phăng sân nâng máu ok ngang tay nè copy pa màu front thôi khó hiện cài không thực phẩm cái này cho bạn check chứ dừng require tem đâu profile nè ở require gọi upload đó cho bạn cho mình nhé gọi đảm đạo theo rụp hiệp mọi gọi bạ rố protect hai ao được không đi miền mương môi bà lợi chôn tới bệnh nhân
โอเคយើងបាននិយាយ table របស់យើងហើយថ្ងៃនេះយើងសំដៅលើ user មិនយ៉ាងហ៎អូបច្ចុប្បន្ន admin របស់យើងក៏ចេញ from ដែរអូខេខ្ញុំតកែ user ចោលមួយសិនទីមួយខ្ញុំមក edit database មួយសិនពួក user តារានេះ admin ទេយ៉ាងខ្ញុំគួរតែកំដាក់ from ខ្ញុំដាក់ back back end ឧថា user default from កែនឹងហើយអញ្ចឹងមកកន្លែងយើង insert user នៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងយើងណាតែមកវាទៀតកន្លែងថៃនេះ set វាទៅជា back end ខាងក្នុងណាមិនខាងក្រៅទេ back end register អញ្ចឹង register ក្រៅមក front ហ្នឹងអ្ហ៎ហើយណាគេបកមក front របស់យើងចាប់ដើម test register register សាប់ return redirect back ទៅវិញហើយប្រាប់ថា success frontពីយត់មានអីកែទេកន្លែងនេះ DD មកត្រូវ username protect password confirm password ទូរស័ព្ទ wifi email ថៃវា default front upload រូបភាពទៅកាន់ profile ដូចគ្នាចាក់ file ដូចនេះចុះអត់អីទេ okay correct return ចូល redirectback អាចវិទ្យាវិសេកវិទ្យាវិសេក status register success okay.ចេញក្នុង view register របស់យើងរកកន្លែង display វាមួយមកហើយចាប់យក session វាដូចយើងសេះលើ login យ៉ាងគាត់ return មកវិញជាមួយនៅ login ខ្ញុំអាចចូលកាន់ login in data នេះចាប់ session status ទៅទៅកាន់ view register យើងវិញទៅដែរហើយផាសកន្លែងណាមួយចោលហ្នឹងទៅផាសនៅកន្លែងចោលចុះ mistake របស់យើងគឺ statusโอเคខ្ញុំសាក់ register មួយអានេះ file body request โอเคលទ្ធផល copy ណាឃើញហើយឃើញមកព្រាមព្រាមហើយចូលទៅកាន់ controller របស់យើង frontតែយើងប្រើ variable ខាងក្នុងយើងប្រើ request អញ្ចឹងខ្ញុំផាសខាងលើដូចទៅ request វិញ Yeah submit Woo reply all មកអញ្ចឹងហ៎ Okay ក่อนដល់នេះយើង detect មួយដាក់លេងចាប់តាម register front @gmail.com password 356566โกโก้ได้ภาษาตัวสากลโอเคปรฟาคู่ตะดาឲ្យគាត់មួយដែរប្រូហ្វាល់ហ្នឹងដាក់របស់សារៈរបស់យើងមកលើស្អាត register come on បាត់ហើយបាត់អីបាត់អី admin front របស់ហ្នឹងបាក់មើលអឺអត់ឃើញអត់ណាផតអីអត់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 អ
ស្ដាយយើងអាចកែប្រែខ្លួនឯងក្នុងហ្នឹងកូកូដាក់ profile ឲ្យកូកូមួយតែតែស្ដាប់អូខេហ្នឹងអត់មានឲ្យមួយហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយចូលទៅ controller user ម្ដងណា copy មកអស់មក head របស់វាហ្នឹងនេះអូអានេះមានហាស់មាន store ណាកុំឲ្យយុបយន្តមិនយុ copy មកមកយើងប្រើហាស់ផងយើងប្រើ store ផងមែនគេទៅខាងក្នុងពេលយើង copy ទៅ copy អស់គាត់ព្រៃ copy នេះវាទៅមកលើ front យ៉ាងហ្នឹងហាស់វាមកវិញមកគឺ success ហ្នឹងអើមានខ្វាយទៀតឡើយដងទៀតបាន3ដងអត់ដល់ចិត្តទេដល់6គាត់ទៅទៅសេអាមេនសេអាសេអាមិនហ្វមបាសវើតអត់អាច1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6កុំចេះតែហ៊ានមែននេះទេមែនលំលំមែនអូខេអានេះបានអារ៉ូរបស់គេណាហើយមានត្រូវលំលំចោលមែនបានមែនក្នុងអូនសាទៅតលំលំអូខេឈួរអូគេប៉ាន់ control គេរូបយើងដាក់ front ចោលចាប់ default front ចោលហ្នឹងគ្រូលើកទី100ចង់តែកាន់ណាទៅលើកទី5គេទៅទៅទៅអូកោyeah finish go to the ball user ញ៉ាត់អានឹងឃើញថាកូកូបានមកដល់កន្លែងនេះប៉ុន្តែថៃរបស់គាត់ front គេសន្មតថាគាត់ជា front user rule របស់គាត់ front ដែរអញ្ចឹងក្នុង admin របស់យើងចាប់ផ្ដើមមានការងារហើយ admin របស់យើងហ្នឹងគេចូលទៅ dashboard คลิกលើ error អស់ហើយ system ហ៎ system admin របស់យើង okay អញ្ចឹងកន្លែងនេះ vendor របស់យើងនេះគឺជាត្រកា register របស់គេមកគឺចូលក្នុងហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវ load list របស់ user ចេញមកប៉ុន្តែប្រភេទ user front ទៅ user front ហើយក្នុងនេះដោយសារតែយើងមានហើយការ load ហ្នឹងគឺ load តដែរខុសតែមួយលក្ខខណ្ឌ select where ថៃមក front ទេអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងយើងសរសេរហើយបាទសរសេរហើយយើងនៅតែប្រើក្បាច់ចាស់គឺ copy path ហើយក្នុងនេះខ្ញុំអាចនឹងបង្កើតនៅ controller មួយបាយឲ្យវាចែកតែគ្នាណាខ្លាច់ទី2make controller when do controller វិញយក controller ខ្ញុំបាន window controller មួយយើងយកវាមកដាក់ក្នុង admin អូខេអាមួយហ្នឹងគឺដូចទៅនឹង user map ដូចគ្នា copy ពី user យកទៅដាក់វាដូចឈ្មោះវាវិញអូខេ index យើងអររកអចេញក្នុង front line បាត់អានេះជឿចុចមកឃើញណែមកកូកូបាត់ហើយអត់ត្រូវទេណាកូកូអាចចេញនៅនឹងបានទេអញ្ចឹងមក user យើងពេញហើយយើងឃើញកំហុសឆ្គងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាអាចវាអញ្ចឹងទេគឺលក្ខណ្ឌវាអញ្ចឹងថៃវាថៃ back end តែកាលណានេះវាផងកាន់ gate វិញចុងក្រោយ gate អូខេអញ្ចឹងនេះ refresh ឃើញភ្លាមភ្លាមណាយ៉ាលើសល់តែប្រុសស្អាតមួយwindow ទូសាស្អាតយើងចាប់ដើម select ដូចគ្នាមកកាន់ window របស់យើង
เวียไทยฟรอนต์เตรียมมินแอนด์ดิจัดตัดฟรอนต์ควอนติการ์เกตรีโรลวิวแอนกูปีพาปีฟูเดอร์ยูเซอร์เมาส์ดูดีแต่มีในวิวดิสเพลย์เต็มเลยนี่คืออัพมีนฟังก์ชันครีเอทอัพมีนไอเทมกูยังครีเอทโจมาปีข้างอินเทอร์เฟซข้างหมกยังไงมูฟังก์ชันเซนจิงโอเคตกแต่อินเทอร์เฟซมือเจอแต่การวิวแบบยืนตรงนี้ยังอาจยังเชนได้อะไรนี่เหมือนยูเซอร์ที่เด็กเป็นเยอะติดอันมวยอะไรนะอีโจแอดมินแบบยืนยังการพูดเด้อการพูดเด้อ copy index แบบยูเซอร์ได้วิ่งโอเคข้อต่างอะไรคือรีดpress เนาะโอเคจัดเลยมันเดิมมาจึงอับมินยูเอาตอนมินอันนี้ของเราเราได้วิมวยมั้งอันนี้แบกกว่านี้ยังแอดมินโจ้ตัวเมื่อทำมินเนี่ยนาเกรีสเตอร์คลังเนี่ยนี่ยังคอนโทรลข้างนอกวินเดอร์จังมองเด้อแกก็หลายจุดอยู่ที่จะเจอหนึ่งเมนูแบบแลนด์แชทคัตเตอร์รีนี่dual system plus okay come on try ยังไง admin admin controller admin controller hello rồi trăm chút trăm gì mình số số ở chỗ trong màn mình mày ăn miệng nhưng mình trâu lợp dạ nghe ngài rau lên ông ấy chọc ông rau đây đại quát chất cầm hoa khăn pro nhỉ nghe thì chắc mình lại trồ máu khơi nha ok lấy cái biên mà nè register mà nhé à đấy cứ user bot bao dường back end bot bao dường này biên profile profile này lại đi muối นี่คือคือขั้นตอนไหนจะติดเช็คยังไทม์ออปชันน่ะดิสิบอลกอดแบนกอดจอลอะไรกอดอัพโหลดอะไรยังไงแบบจะเอาแต่เนี่ยรีสเตอร์ปีฟรอนต์จะจับดาวรีสเตอร์ที่ไหนเกมเอาเว็บไซต์ไปเยอะเกมเอาเว็บไซต์ไปเยอะแล้วก็ขอเกมดาวยิมรีสเตอร์ยังไงยังไงฟรอนต์เองก็เยอะจ้ะก็รีสเตอร์ก็ตัวบาร์คาวน์ล็อกอินได้ยังไงก็ตามกาแกมเนาะก็เอารีสเตอร์ตัวมวยตัวมวยกาคาโรบนี่โรบกาคาไอ้ดาวไปในซาเทียงนี่ชื่อโรบตามมาไม่ได้เนี่ยดาวน์ Google Google success มา refreshโอเคเบียนเนี่ย register โจ system ยังปีเนี่ยปีเนี่ยยังไงยังมันเองก่อนนั่นไงโกโก้นกากาลุยจะหลังเนี่ยนะติดกิจยังมันเองประดักประดักมันเองประดักนั่นคือก็แอดประดักอะไรดีไม่ต้องก็เช็คมาแอดไอดีแอดนี่ก็อัพโหลดประดักก็จะเต๋อไปเนี่ยยังมองมันเองขังขังเขายังซิสเต็มยังควบคุมจากจังแบนยูเซอร์จังแบนประดักจังโปรโมทประดักแล้ว
lơ option ຫນຶ່ງຄັ້ງ back end ຫັ້ນເນາະឯយើងនឹងមាននៅបតង់មួយហូបនេះយើងនឹងពៀងចេញទៅវិញតែពេលដែលយើង add ADS គឺការងារជាមួយកតិករីព្រោះជាការ select កតិករីអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះសម